Xin kính chào quý vị. Vì sao phải dùng ba bát hương trên bàn thờ gia tiên? Trong mỗi gia đình dù nghèo hay giàu thì nhà nào cũng nên có ít nhất là một bàn thờ gia tiên quý vị nhé. Và vị trí ba bát hương trên bàn thờ như thế nào là một trong những vấn đề rất quan trọng. Và theo phong thủy thì việc sắp xếp bát hương liên quan đến tâm linh, tín ngưỡng của người Việt. Do đó nên bài trí bàn thờ ba bát hương như thế nào? Và vì sao phải dùng ba bát hương trên bàn thờ gia tiên? Thì ngày hôm nay hãy cùng Ngọc Hà chúng ta cùng giải đáp những vấn đề này quý vị nhé. Và vì sao phải dùng ba bát hương trên bàn thờ gia tiên mới đúng chuẩn phong thủy? Bàn thờ ba bát hương thì mới đầy đủ phúc lộc thọ và thờ quan thần linh cho ta chữ phúc, tổ tiên ông bà cho ta chữ thọ và bà cô ông mãnh thì cho ta lộc. Việc sắp xếp vị trí bát hương trên bàn thờ tùy thuộc vào vùng miền và cũng là phong tục của những nơi đó nha quý vị. Và tuy nhiên thì vẫn có những quy tắc nhất định trong việc bài trí bát hương ở trên bàn thờ. Và bát hương ở giữa thì sẽ là bát hương cao hơn so với hai bát còn lại. Bát ở giữa thì sẽ thờ quan thần linh, thổ công, thổ địa, long mạch, táo quân, thần đất, ngũ phượng và ngũ thổ. Bát hương bên phải đứng nhìn thẳng vào bàn thờ đấy ạ, là bát hương thờ gia tiên tiền tổ và ông bà cụ kỵ. Và bát hương bên trái thì khi đứng nhìn vào bàn thờ thì đây là bát hương thờ bà cô tổ hay là bà cô ông mãnh, huyền cô và huyền cậu. Từ chị xem. Tuy nhiên thì có nhiều quý vị có thắc mắc là thờ chung các vị ở trên vào một bát hương thì có được hay không? Hoặc là nhiều nhà là con thứ cũng chỉ dùng một bàn thờ, một bát hương như thế có đúng hay không? Theo như vậy thì sẽ tùy vào vùng miền quý vị ạ. Ví dụ như trong miền Tây thì thông thường cái tục lệ của họ là họ chỉ thờ một bát hương thôi. Nhưng nếu như mà để chuẩn đúng nhất trong phong thủy thì bàn thờ đầy đủ và tốt nhất thì nên là ba bát hương quý vị nhé. Vì trong ngày giỗ, ngày rằm, mùng 1 khi mà cúng gia tiên thì chúng ta đều mời đầy đủ các vị về, mà bát hương là nơi để các vị ngự. Nếu tất cả các vị mà đặt chung một bát hương thì có nghĩa là không đúng ngôi thứ và chồng lẫn lên nhau. Trên bàn thờ gia tiên của các quan thì gia tiên không thể ngự cùng, và nếu bàn thờ đặt một bát hương thì gia tiên khi về không có chỗ để ngự, và gia tiên không có chỗ ngự thì con cháu thì sẽ không thể xin lộc, xin công danh, xin bình an. Là con thứ cũng như là con trưởng đều được gia tiên cho lộc. Nếu nghĩ là con thứ mà không được đặt đầy đủ bát hương để các cụ về ngự thì làm sao mà làm lễ tạ được và lại không phải với các cụ, đúng không ạ? Và vừa rồi thì Ngọc Hà cũng đã chia sẻ cho quý vị cách vì sao để chúng ta đặt ba bát hương trên bàn thờ và cái ý nghĩa của ba bát hương trên bàn thờ mang nhiều ý nghĩa như thế nào. Thì đối với các cái loại bát hương hay là các cái đồ phụ kiện thờ thì bên Ngọc Hà có rất nhiều kích thước khác nhau để phục vụ cho quý vị. Nếu như quý vị đang quan tâm về bát hương, muốn thay đổi bát hương trên bàn thờ nhà mình thì hãy liên hệ ngay vào hotline là 0963 378 563 để được tư vấn cụ thể nhất quý vị nhé. Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã theo dõi hết video này.